Thích giả bài cửa sau thì có phải là gay không? Khi nói đến cửa sau ấy, thì thông thường mọi người đều nghĩ đến là hai bạn nam cùng giới yêu nhau và nghĩ ngay đến là các bạn đang là gay, vì đây là cách duy nhất để hai bạn nam có thể làm chuyện đó với nhau, đúng không? Nhưng thực chất không phải là người đàn ông nào thích cửa sau đều là gay các anh các chị ơi. Đôi khi có những người đàn ông giả bài một bạn nữ, người ta cũng rất thích dùng cửa sau. Tại vì sao? Em Quỳnh đã nói với các anh rồi, cái điểm G của người đàn ông nó nằm ở cửa sau, nó nằm ở tuyến tiền liệt của các anh, nên khi mà các anh giả bài các anh rất thích dùng cửa sau. Đó, nên là cái chuyện mà cửa sau ấy là chuyện hết sức là bình thường, nên đừng nghĩ là thích cửa sau là gay nhá. Đôi khi có những anh cảm xúc người ta có thể giả bài lưỡng với cả hai giới, cả nam và cả nữ. Nam thì người ta thích cửa sau, còn nữ thì người ta dùng cửa chính. Đấy, chuyện hết sức là bình thường, nên đừng bao giờ nghĩ là dùng cửa sau là chắc chắn là gay nhá. Tuy nhiên khi mà các anh dùng cửa sau thì các anh sẽ có một vài lưu ý. Đầu tiên đó là phải sử dụng ba con sói để bảo vệ. Thứ hai nữa đó là mình không nên trơn trần, tại vì nó rất dễ viêm nhiễm. Thứ ba là phải có ba con sói để bảo vệ nha các anh nha. Ngoài ra khi mà các anh dùng cửa sau ấy, nó rất dễ nhanh ra, tại vì sao? Cửa sau nó chặt hơn cửa trước, nên đôi khi là 1 phút 2 phút thôi là các anh đã beautiful rồi, thì có thể nhắn tin ngay nếu như các anh bị nhạy cảm nhanh ra quá, hoặc trên bảo mà dưới không chịu nghe, thằng em rối loạn độ cứng, nhắn tin ngay cho em Quỳnh nhé. Em Quỳnh có những cái giải pháp rất là hiệu quả giúp các anh cứng tốt, cứng ngon.